đến trí của Yolo Nga thì nghe nghe Minh Lộc có nói là anh cũng đã từng vô các trại liên số, cũng từng hình như là có tụi em có tổ chức cuộc thi tiếng hát thành viên, anh cũng có nghe một vài bài hát thì dù là trước đây thì em không biết, chỉ biết qua Lộc thôi, thì anh có thể với người làm nghề anh có thể chia sẻ một số cái nhận xét của anh về những giọng ca trong chương trình này không ạ? Nói chung là cũng được Minh Lộc giới thiệu thì lại có mở trang web lên và có nghe được một vài bài hát thôi. Thì em lại thấy gì? Nói chung là tôi cũng không nghĩ là chúng ta có được một cái cuộc thi như vậy. Đó cũng là một ý tưởng rất là hay. Và cái thứ hai là được nghe qua một số bài hát thì nhờ cái kỹ thuật thu rồi chuẩn bị cũng rất là kỹ lưỡng lắm. Cho nên là nói chung là nghe thì rất là tốt. Dĩ nhiên là nó còn một số những cái điểm nhỏ thôi, nhưng mà nếu là đó thì không thể là các bạn được, vì các bạn không phải là chuyên nghiệp, thì như vậy là tốt lắm rồi. Và nhưng mà cũng mong là chúng ta sẽ có nhiều cái cuộc thi nữa, không phải là đề ca không, mà là tìm hiểu về nghệ thuật, tìm hiểu về cái lương như thế nào, thì nó sẽ tạo cho một cái sân chơi rất là tốt. Và nhưng mà cũng xin nói thế này là hồi lúc mà các bạn còn nhỏ cỡ tuổi các bạn á cũng mê nghề cải lương hay dữ lắm, nhưng mà hồi đó thì không có điều kiện được như bây giờ đâu. Hồi đó ví dụ mình mê thì chỉ biết là kiếm một vài người bạn nào đó cùng mê như mình để mà tâm sự, để mà chia sẻ thôi, chứ không được như các bạn bây giờ mà lập được một trang web rồi lên trao đổi bài hát với nhau thế này kia. Thì nói chung hồi cái thời đó thì chưa có internet, chưa có gì hết. Thành ra hồi đó nhiều khi cũng rất là thiệt thòi. Bây giờ các bạn có rất là nhiều điều kiện, thì mong rằng là với những cái điều kiện đó chúng ta giữ mãi cái niềm đam mê này và phát triển nó thêm lên. Cảm ơn anh. Thật ra thì đối với em thì và mình đang nghĩ nhiều anh chị em đây từng nghe anh hát nhiều bài trên đài phát thanh, thì sau này thì gần đây thì gần như là ít có dịp được nghe những bài hát của anh cũng như là những chương trình của anh tham gia, thì anh có thể chia sẻ chút ít về cái hoạt động của anh hiện nay để cho tụi em có thể cùng chia sẻ luôn. Thì trước đây khi mà cái tuổi còn trẻ thì Kim Lợi tham gia cho chủ yếu là bài hát thăm, thì ca cũng rất là nhiều bài, rồi cũng có đi đoàn hát đoàn này đoàn kia, nhưng mà từ lúc mà cải lương mà bắt đầu là xuống dốc rồi thì nói chung là nghỉ hết. Thì mình cũng hoạt động trong nghệ thuật nhưng mà hoạt động tự do thôi chứ không có đoàn nào hết. Bây giờ thì nói chung tuổi mình cũng lớn rồi, thành ra cái vấn đề mà thâu đài vấn đề kia thì nó cũng giới hạn lại, nó không có như lúc trẻ nữa. Bây giờ thế thì là cái lại là làm bên phim ảnh thì nhiều hơn. Thế thì bên em nghĩ người ta nói ai đã chót ăn cơm việc tổ sẽ dù là bây giờ cái lương trong vòng sáng này thường xuyên, nhưng mà anh nghĩ là cái tình yêu vẫn còn rất mạnh liệt. Tôi mong hy vọng là khi mà rất có nhiều lên sân khấu thì vào cái lương số để sinh hoạt cùng tụi em ạ.